Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cuộc sống của chị từ khi về Việt Nam làm việc diễn ra thế nào? Từ ngày về Việt Nam đã được 4 tháng, lòng tôi chưa lúc nào yên vì gia đình, cha mẹ con cái vẫn ở Mỹ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19. Vì đã ký hợp đồng nên tôi không thể không về. Thế nhưng, xa nhà những lúc tình hình bất ổn thế này thì làm sao có thể vui được? Chỉ những lúc trên sân khấu Tôi mới có cảm giác tạm quên đi chuyện đó. Những cảm xúc trong cuộc sống riêng khiến tôi khi hát những bài nhiều tâm sự, tôi dễ xúc động và đôi khi mau nước mắt hơn bình thường. Chị giữ liên lạc với gia đình bên Mỹ ra sao? Mỗi ngày, ông xã sẽ gọi điện thoại, FaceTime cho tôi nhiều nhất có thể. Nếu được, chắc anh ấy sẽ gọi cho tôi 24/24 24 mất, cười. Anh ấy muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến tôi thì mới yên tâm. Trong khi đó, tôi gọi FaceTime về Mỹ ba lần để gặp các con, khi các con chuẩn bị đi học, ngồi chơi với ông bà và chuẩn bị đi ngủ. Ngày nào tôi cũng hỏi các con, hôm nay em có vui không, em có khỏe không và ngày nào chúng cũng bảo, em rất khỏe nhưng không vui vì mẹ vẫn chưa về. Các con không dục tôi về mà chỉ hỏi bao giờ mẹ mới xong việc. Thu Phương và ông xã Dũng Taylor Tại sao chị lựa chọn công việc trong khi lòng vẫn đau đáu nghĩ về gia đình ở xa? Tôi là một người phụ nữ rất coi trọng gia đình, nhưng cũng mong muốn đóng góp giá trị của bản thân cho xã hội. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng cân bằng gia đình và công việc. Khi đi làm, tôi sẽ coi công việc là hàng đầu còn khi ở nhà, tôi sẽ dành toàn tâm toàn ý chăm sóc cho người thân. Dù không thể yên tâm khi xa gia đình trong tình hình dịch bệnh chưa yên ổn nhưng vì những công việc đã lên kế hoạch và ký hợp đồng từ trước, tôi bắt buộc phải về Việt Nam và ở lại chừng đó thời gian. Hiện tại, tôi tập trung hết sức lực để làm công việc cho thật tốt, nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ về ngày được về với gia đình. Có ba ngày mà tôi rất nhớ, đó là Lai Xô ở Đà Lạt 13-3, Lai Sài Gòn vào 21-3 và ngày 22 tháng 3 tôi sẽ lên máy bay để về với gia đình ngay. Tôi chờ đợi từng ngày để được đoàn tụ với những người mình yêu thương nhất. Chị gặp khó khăn gì khi ở Việt Nam một mình, và không có ông xã ở bên chăm sóc mỗi lần đi diễn như trước đây ngoại trừ ekip đồng hành với mình trong công việc tôi rất ngại làm phiền người khác dù có anh trai và em gái ở sài gòn nhưng tôi biết ai cũng bận rộn và có công việc riêng nên ngoài những lúc chạy sâu tôi thường chỉ có một mình tôi bay đi bay lại liên tục nên lịch sinh hoạt của tôi rất bất thường sức khỏe tôi cũng không ổn định vì thiếu thời gian nghỉ ngơi tôi biết cuộc sống luôn có những điều bất chắc mà chẳng ai biết trước được nên khi ở một mình bản thân càng cần phải cẩn thận hơn Trước khi ra đi, nghệ sĩ Chí Tài từng chia sẻ, anh sống xa nhà một mình 6 tháng. Trừ những lúc lên sân khấu, anh luôn cảm thấy tuổi thân khi về nhà một mình. Tôi cũng trải qua cảm giác đó. Tuy nhiên, khi nhìn cuộc sống xung quanh và thấy nhiều người vất vả hơn mình, tôi lại tự nhắc bản thân phải cố gắng. Đã trải qua Giáng sinh một mình, chị nghĩ thế nào khi tưởng tượng ra cảnh phải đón Tết nguyên đáng một mình ở đây? Chỉ cần nghĩ đến việc ăn Tết một mình, tôi đã muốn khóc rồi tôi tuổi thân vì lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền ở quê nhà nhưng lại không có người thân bên cạnh. Ca sĩ Thu Phương biểu diễn trong chương trình Vương Thịnh Vượng tối ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội. Công việc của chị bị ảnh hưởng thế nào khi Việt Nam liên tục xuất hiện những ca nhiễm mới trong vài ngày nay? Giống như các nghệ sĩ khác, công việc của tôi cũng bị đảo lộn trong mấy ngày qua vì Covid-19. Nhiều sâu diễn bị hủy và có sâu diễn, chúng tôi phải hát không có khán giả để ghi hình thấy tôi bay đi bay về giữa hai miền Nam, Bắc trong hoàn cảnh này, người thân cũng lo lắng. Ông xã ở Mỹ liên tục gọi điện dặn dò tôi chỉ đi từ khách sạn đến nơi làm việc chứ không được đi lung tung, mang theo nước giữa tay và sát trùng thường xuyên. Tôi vẫn thấy may mắn vì được ở Việt Nam với công tác phòng chống dịch rất tốt. Vì một cái Tết an lành, dù tôi hay bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng phải đặt việc chấp hành các nguyên tắc phòng dịch lên hàng đầu. Chỉ có cảm xúc gì khi tham gia MV We Are The Family, hát về ước vọng Việt Nam thịnh vượng trong năm mới cùng với Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Hà Lê. MV We Are Family có những khoảnh khắc khiến tôi phải kìm nước mắt để không khóc. Đó là hình ảnh đội ngũ y tế và các chiến sĩ ở tuyến đầu phải hoàn mình chiến đấu với dịch Covid-19, người dân phải mất nhà cửa vì lũ lụt. Thời điểm khó khăn thế này, lòng chắc ẩn của con người càng nhạy cảm nên rất dễ xúc động. Tôi và các nghệ sĩ tham gia We Are Family đều có trung cảm nhận rằng, Bài hát rất đặc biệt. Dù không phải là một sản phẩm dành cho thị trường, nhưng vừa hát đã thấy hay vì ca từ ý nghĩa kết hợp với những hình ảnh xúc động và thông điệp tích cực gửi đến mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng không chỉ riêng mình, mà bất kỳ người Việt Nam nào khi nghe ca khúc này cũng thấy cảm động. MV we are The Family. Nguyên An